Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vào chỗ đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Metu Dogger nhé. Để tham gia dự án mình sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên ở trên Telegram yêu cầu nhé. Ok, bây giờ mọi người sẽ làm nhiệm vụ này, bấm bắt đầu cho mình. Rồi, join vào hai kênh channel và kênh group Telegram. Tham gia. Ok. Quay trở lại. Bấm một check cho mình. Rồi, ở đây mọi nhập mã captcha nhé. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào Twitter này. Follow Twitter cho mình. Theo dõi này, ok. Quay trở lại này. Bấm vào pin post này, like và retweet là gắn thẻ 3 người bạn của mình nhé. Ở đây mọi thả tim này. Cho like retweet này, gắn thẻ 3 người bạn. Ok, quay trở lại, bấm vào submit cho mình. Rồi, bấm vào đôn. Nhập profiling kênh Twitter của mọi người dán vào đây nhé. Ok. Ở đây địa chỉ ví, mọi người sẽ cùng lấy địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc ví Truecoinlet nhé, dùng địa chỉ ví BSC hoặc địa chỉ ví ETH. Sao chép này, rồi quay lại dán địa chỉ ví ở đây. Ok, và cuối cùng mọi người sẽ lấy link red mà chia sẻ bạn bè người thân, bấm buy like mà cho số dư. Mọi người sẽ nhận được là 50 triệu token Meto Dogger này nhé. Đấy. Bấm withdraw. Ngày 27 tháng 8 nó sẽ phân, nó sẽ cho mọi người rút gửi, nó sẽ gửi tiền cho mọi người nhé. Đấy, mọi người nhớ vào đây mọi người rút tiền nhé. Ok, cảm ơn mình xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người video dự án tiếp theo.